Đàm Thu Trang mua Mercedes-Benz S450L Luxury 2022 giá 5,5 tỷ đồng. Đàm Thu Trang, vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vừa nhận bàn giao chiếc Mercedes-Benz S450L Luxury 2022 có giá bán 5,5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường biết đến với biệt danh Cường Đô La, vừa tậu về thêm một chiếc Mercedes-Benz S450L Luxury thay thế cho chiếc BMW 740 Pure Excellence bán cách đây không lâu. Chiếc 740 Pure Excellence được mua với giá hơn 6 tỷ đồng ở thị trường Việt Nam, trong khi chiếc S450L này có giá bán là 5,5 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh ra biển các bạn nhé. Xe có ngoại thất màu bạc, nội thất bên trong được trang trí bằng chất liệu carbon độc đáo. Chiếc S450L Luxury 2022 này được đặt mua tại đại lý Mercedes-Benz Bình Dương. Trong gara nhà doanh nhân này hiện có 5 mẫu xe, bao gồm Mercedes-Benz AMG G63 với ngoại thất màu China Blue đầu tiên tại Việt Nam, Porsche 911 GT3 đời 2022 cũng là một trong những chiếc đầu tiên về Việt Nam, Ferrari F8 Chibuto màu đỏ, đây là chiếc đầu tiên về Việt Nam và hiện tại thì cũng đã có khá nhiều xe được đưa về, và cuối cùng là Rolls-Royce Grace các bạn nhé. Chiếc S-Class mà vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mới tậu thuộc đời VK223 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Ở thế hệ mới, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam thay vì lắp ráp như đời cũ VK222. Về mặt thiết kế, Mercedes-Benz S-Class VK223 nhận được một danh sách dài những cải tiến về mặt kỹ thuật và công nghệ mới. Mui xe dài hơn, đèn pha và mâm xe thiết kế mới, sắc nét hơn. Đặc biệt là cụm đèn hậu được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới và được đặt nằm ngang. Tay nắm cửa giờ đây được đặt phẳng với thân xe giúp cải thiện hệ số cản gió cho Mercedes-Benz S-Class VK223. Với hệ số cản gió 0,22, S-Class trở thành một trong những chiếc xe khí động học nhất thế giới thời điểm hiện tại. Về kích thước tổng thể, S-Class thế hệ mới dài hơn phiên bản tiền nhiệm 33mm, rộng hơn 50mm và cao hơn khoảng 10mm. Để giữ cho tỷ lệ S-Class cân đối hơn, Mercedes cũng nới thêm chiều dài trục cơ sở lên 50mm, bánh trước 35,5mm và bánh sau 50mm. Khoang cabin của S-Class VK223 được lấy cảm hứng kiến trúc, nội thất với các yếu tố du thuyền. Màn hình cảm ứng 12,8 inch của VK223 là điểm nhấn thu hút sự chú ý đầu tiên khi người dùng bước vào bên trong khoang cabin và như một chiếc máy tính bảng cỡ lớn đặt vào trung tâm khoang cabin. Tương tự như mẫu SUV cỡ lớn Cadillac Escalade đời mới, màn hình thông tin giải trí của S-Class VK223 cũng được sử dụng công nghệ OLED cho đồ họa sắc nét hơn và màu sắc tự nhiên hơn, trong khi lượng tiêu thụ điện năng ít hơn 30% so với màn hình LCD thông thường. Màn hình thông tin giải trí này chạy phiên bản cập nhật của hệ thống thông tin giải trí Mercedes-Benz User Experience MBUX và nhiều nâng cấp đáng kể khác. Hệ thống thông tin giải trí MBUX mới được phát triển tập trung vào các yếu tố con người, khả năng cá nhân hóa và vận hành trực quan hơn. Đơn cử như màn hình tương tác người lái 3D mới cho phép hiển thị không gian 3 chiều mà không cần đòi hỏi phải đeo kính 3D. Bên cạnh đó, trợ lý ảo điều khiển giọng nói Hey Mercedes cũng được cải thiện và có khả năng đối thoại nhiều hơn. Hiện tại, trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói trên S-Class VK23 đã hỗ trợ 27 ngôn ngữ khác nhau với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài màn hình trung tâm cỡ lớn, Mercedes 450L Luxury 2022 còn được cung cấp thêm hai màn hình khác trong cabin. Đầu tiên là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 phía bên phía sau vô lăng. Tiếp theo là một máy tính bảng 7 inch có thể tháo rời ở bệ thì tay điều khiển trung tâm phía sau như một trang bị trong gói Bushnell Center Sensor. Tuy nhiên, S-Class tại trường Việt Nam chính hãng không được trang bị hai màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước như trên những chiếc S500 Formatic nhập khẩu tư nhân. S450L Luxury 2022 tại thị trường Việt Nam được trang bị động cơ i6 dung tích 3.0 lít cho công suất tối đa là 367 mã lực tại giải vòng tua 5.500 vòng trên phút đến 6.100 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600 đến 4.500 vòng trên phút. Động cơ này cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ điện EquiBoost.